Tôn Nam xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là một phiên bản sơn độ cực kỳ đẹp trên mẫu xe Honda Winx phiên bản màu vàng đen. Có rất nhiều video mình đã làm về cái phiên bản này rồi. Kết hợp với đó nữa là một cái phiên bản là Repsol, cũng rất nhiều video Tôn Nam đã gửi đến các bạn. Thì ở video ngày hôm nay mình sẽ quay lần lượt tất cả những phiên bản sơn độ rất đẹp này tại Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng. Một cách chi tiết nhất, cụ thể nhất, giới thiệu qua gửi đến các bạn, sau đó là báo giá cụ thể đến các bạn trong tháng 5 năm 2021 này đối với mẫu xe Honda Winx, cùng với đó là chi tiết nhất chương trình trả góp tại Honda Hồng Đức 10 luôn các bạn nha. Và cuối cùng sẽ là những chương trình khuyến mại rất ưu đãi cho mẫu xe Honda Winx ở đây. Đây các bạn có thể theo dõi tiếp trên màn hình. Mẫu xe Honda Winx phiên bản màu đỏ đen cũng được sơn độ rất là thể thao phong cách ở đây. Honda Racing này, những cái logo 150 to bản, rất đẹp và ấn tượng. Tí mình sẽ quay chi tiết cụ thể đến các bạn một phiên bản màu đỏ nhám, một cái màu sắc ấy, nó khá giống với chiếc xe Exciter phiên bản của năm 2020. Tí mình sẽ quay chi tiết hơn gửi đến các bạn nha. Phần xi nhan đã được đại lý đưa vào bên trong rồi, để không còn cảm giác vướng víu gì nữa cho mẫu xe Honda Winx này. Đây là một phiên bản màu đỏ nhám. Đỏ nhám này nó hơi khác biệt một chút, nó là toàn bộ là màu đỏ nhám thôi. Còn tí mình sẽ đưa đến các bạn một cái bộ tem khá giống với Exciter luôn, để các bạn có thể tham khảo ở phần tiếp theo của video. Về cơ bản hiện nay các cái màu sắc sơn độ này được lên từ tất cả những phiên bản khác nhau của mẫu xe Honda Winx. Theo như mình được biết thì Honda Hồng Đức 10 nói riêng cũng như các đại lý Honda Hồng Đức trên 3 tỉnh là Cần Thơ này, Sóc Trăng này và Hậu Giang đã có cho mình tới hơn 20 các màu sắc sơn độ khác nhau trên mẫu xe Honda Winx này. Các bạn đến đại lý muốn tìm mua sơn zin cũng có các bạn nha. Đây tiếp tục là một phiên bản nữa này. Phiên bản này cũng rất là mới luôn. Màu sắc xám cam. Xám cam lại là bằng bóng các bạn nha. Nhìn cũng khá là ấn tượng. Đẹp phải không các bạn? Các bạn đi ngoài đường ấy sẽ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh và không đụng hàng với bất kỳ một ai cả khi các bạn lựa chọn những mẫu xe Honda Winx ở đây. Hiện nay hơi đáng tiếc một chút là ở miền Bắc ấy, các bạn lại không có cho mình những cái phiên bản sơn độ như thế này, mà các bạn phải lên cho mình những bộ tem chùm mà thôi. Hiện nay chỉ có Honda Hồng Đức là mới có cho mình cái cơ sở để có thể có điều kiện lên cho mình những phiên bản sơn độ để gửi đến tay khách hàng của chúng ta. Đây các bạn có thể theo dõi một phiên bản sơn độ nữa, phiên bản màu sơn độ khá giống với mẫu xe Exciter như mình đã giới thiệu đến các bạn rồi. Với những logo 150 được làm cách điệu to bản, màu sắc đỏ nhám nhìn rất là ấn tượng và đẹp. Hiện nay tất cả những mẫu xe Honda Winx ấy, sau khi trừ toàn bộ tiền khuyến mại thì hiện nay giá bán của nó vào khoảng tầm 40.990.000. 40.990.000 các bạn nhé, mình mới cập nhật được tại Honda Hồng Đức. Các bạn nào quan tâm ấy, muốn liên hệ và cập nhật được giá một cách nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại của bạn An là 0939 734 142. Mình sẽ để số điện thoại này ở phần mô tả của video để các bạn có thể theo dõi này, có thể nhắn tin qua Zalo để hỏi thăm về cái mẫu xe này trước đã. Bạn An sẽ tư vấn cụ thể với các bạn tại Honda Hồng Đức 10 các bạn nhé. Đây cái phiên bản màu đỏ nhám này rất đẹp đây. Nhiều bạn nhìn ban đầu thì khá giống với mẫu xe Exciter. Nếu các bạn nhìn ngang xe, logo Winx được làm to bản ở phía hai bên hông xe đây. Các bạn có thể theo dõi luôn trên màn hình. Mình cũng khá là thích cái màu sắc này. Nhìn nó không đụng hàng bất kỳ một ai cả. Và hiện nay cái mẫu xe này được lên từ phiên bản màu đen nhám các bạn nha. Đen nhám vàng đồng của năm 2020. Các cái nội dung trên xe thì vẫn tương tự thôi. Kể cả phần mặt đồng hồ mọi thứ vẫn tương tự. Đại lý nó chỉ lên cho mình cái bộ sơn độ như thế này. Các cái bộ sơn độ này các bạn mất thêm khoảng tầm từ 3,5 đến 3,6 triệu cho cái phiên bản sơn độ này. Các bạn sẽ được bảo hành lên tới 3 năm. Nếu bị bong chóc mờ bốc lớp sơn thì đại lý sẽ bảo hành cho các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn những phiên bản sơn độ tại Honda Hồng Đức. Và hiện nay với mẫu xe Honda Winx lại tiếp tục được Honda áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0%. Một chút nữa thì mình sẽ gửi cho các bạn một cách chi tiết về chương trình trả góp với lãi suất 0%. Hiện nay khi các bạn mua cái mẫu xe Honda Winx kể cả phiên bản là sơn zin lẫn sơn độ thì các bạn sẽ được Honda Hồng Đức tặng một gói quà trị giá là 1 triệu đồng. Trong đó có một số những cái nội dung
như là mũ bảo hiểm vân vân. Mình sẽ không nhắc quá nhiều đến cái nội dung đó vì sẽ là có một gói quà trọn vẹn là 1 triệu đồng. Tiếp theo thì bạn sẽ được 6 lần kiểm tra định kỳ. Trong 6 lần đó các bạn thay nhớt sẽ được giảm 50% giá trị của nhớt các bạn nhé. Các bạn có thể lưu ý cho mình. Và cuối cùng sẽ được Honda Hồng Đức tặng một thẻ cứu hộ trọn đời. Nếu các bạn đi ngoài đường gặp những cái vấn đề mà trở ngại, ví dụ như xe bị chết máy dọc đường, thì Honda Hồng Đức sẽ cho xe đến để cứu hộ cho các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể ok. Đấy là mình sẽ nói qua những cái chương trình khuyến mại ngoài cái việc giảm giá bán trên xe. Vì hiện nay còn rất nhiều những cái nội dung khác nữa cơ. Như là những cái phiếu quà tặng thì đã trừ đi toàn bộ rồi. Mình có thể lưu ý các bạn như vậy. Đã trừ đi toàn bộ rồi thì còn lại là 40.990.000 cho mẫu xe Honda Winix phiên bản màu đỏ nhám. Đây các bạn cứ lần lượt theo dõi nhé. Mình nói qua một chút đi các bạn như vậy thôi. Còn các bạn có thể theo dõi trên màn hình các phiên bản sơn độ rất đẹp này của mẫu xe Honda Winix tại Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành của tỉnh Sóc Trăng. Tiếp theo đây là một phiên bản màu đen nhám. Nó lên cho mình những cái họa tiết. Họa tiết ở đây như những tia chớp các bạn nha. Với cái màu sắc là màu xanh nõn chuối, tạo cái tụ sự tương phản, đối lập, nhìn khá là ấn tượng trên cái mẫu xe này. Khá là đẹp phải không các bạn? Rất ấn tượng đấy. Màu đen nhám, cũng làm phiên bản màu đen nhám vàng đồng. Được lên cho mình cái phiên bản màu đen nhám sơn lại. Có cho mình những cái họa tiết tem xe ấn tượng hơn, thể thao hơn. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn chương trình trả góp đối với Honda Hồng Đức 10 các bạn nha. Với mẫu xe Honda Winix với giá là 40.990.000, các bạn trả trước tầm 20% giá trị của xe vào khoảng tầm 8.2 triệu, trả trước 8.2 triệu các bạn nha. Thì sau khoảng tính toán ấy, mình có thể để luôn lên trên màn hình các bạn có thể theo dõi này. Trả góp 12 tháng sẽ là 2.925.000 mỗi tháng. Trả góp 15 tháng thì mỗi tháng là 2.343.000. Các bạn có thể lưu ý. Và trả góp 18 tháng thì mỗi tháng sẽ phải trả là 1.954.000. 1.954.000 các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi cho mình như vậy. Và với những bạn nào quan tâm, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của bạn An là 0939734142 sẽ được tư vấn cụ thể đến các bạn. Rồi, các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Tôn Nam nha. Và Tôn Nam sẽ cố gắng gửi đến các bạn những cái cập nhật mới nhất về giá bán của tất cả những mẫu xe của Honda, Yamaha, SRAM v.v. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.